mất lòng. Đâu nói quên là quên phải không? Khi người ta đã hết yêu rồi, thì nêu cao cũng chỉ vậy thôi. Nên đừng có cao cao hy vọng, rồi dập tắt cũng chỉ bằng không. Bây giờ nên học cách im lặng, để ra đi khi tin đã không thương. Làm mây bay cùng với gió, dìu nhau đến nơi cần cuối chân trời.
vài bữa kia. Và nếu như anh được làm máy bay cùng với gió dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu. Dù phong ba cầm tay nhau vượt lên trên ngút ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau. Đừng sẽ đôi vì anh chỉ muốn yêu mãi một người, hãy để cho anh được gần bên em và cùng say. Oh,
Dễ dàng đâu, có phải bên nhau một ngày hay bốn năm.
chuyện tình yêu. Bây giờ vẫn thế, anh vẫn luôn yêu em thôi, dẫu em giờ đây đã khác rồi. Tình yêu mà anh vun vén bao lâu kết thúc khi em nói câu em thấy chúng ta không hợp nên chia tay nhé. Nhau là gió bị thôi, nó sống thưa tha vì nhau. Tìm được nhau dễ dàng đâu, có phải bên nhau một ngày hay bốn năm hôm. Nay em nói câu không hợp, là do duyên số hay sao? Vậy em có chắc bao năm mọi thứ yêu thương, em trao dù mỗi anh không. Mình gặp nhau sai thời gian, và sai người phải không nên. Thank you.
Oh,
Cho ai có lỗi sẽ là anh xứ
chưa đông đã xe mê có bàn tay chờ trên em này cái gặp đôi dù chẳng thân cho mình chỉ cần được bên tay để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh xin cho em lời để tìm được nhau phải đâu cuộc sống thay đổi em cũng đổi ngay cách nhìn rồi. Giờ mình có lòng
tôi mà theo người cũng dễ. Em ở yêu sâu em ở vội theo cô. Em anh cũng có lắm vì mắt em đã lấy thơ. Say giấc ngủ mơ ai sẽ cho em tròn một giấc mơ. Đơn giản là thế người ơi, cuộc đời không như ý em ơi. Người ta yêu cho vui vậy thôi. Anh nói tình yêu nơi ấy bây giờ cảm giác xa làm sao. Chắc người ta yêu nhiều lắm anh muốn biết em như thế nào. Anh muốn biết em sao sao ơi. Xin em đừng có nghĩ ngơi. Đến đây chúng em hạnh phúc dù gì cũng đã như vậy rồi. Người đã không phải như thế em cùng từ gánh anh phải không. Em mời ra đi hãy nói không phải muốn ra đi tận lòng. Thưa thân thân dành cho em hay thưa thân em dành cho anh. Mong điều đó là sự gần kề và yêu thương kia quay về. Anh vẫn chưa thấy đây thế. Tiếp hạnh phúc không khó lắm.
rồi thời gian sẽ xóa đi những ký ức ngày mình đến nhau.